để nước mắt ai ướt đầm vạt áo. Xin được làm một đoạn video giới thiệu với các bác và bán nữa các bác. Thì rất là vui. Tối rồi, bây giờ khoảng 8 giờ. Anh em ở quê hương Bắc Giang, nghĩa là cùng quê hương với Ngọc Quang. Với sản phẩm loa MC này, bát 30 tép kèn từ leo, với giá là 9,2 triệu, giá tại cửa hàng các bác nhá, chưa tính phí ship. Với chất âm của nó các bác vừa được thưởng thức rồi. Rất là sáng, tép leo. Tép leo thì các bác biết rồi, tiếng nó cực kỳ ngọt và sáng, rọi rất xa. Các bác để nghe và hát karaoke trong gia đình thì tuyệt vời. Với giá 9,2 triệu đồng, các bác được sử dụng một dòng loa bãi xịn và chất lượng cao. Rất là hiếm với những dòng loa với cái giá như vậy và được chất lượng như thế này. Bát 30, và nó có hai phiên bản màu trắng nữa, có nhiều màu đen, trắng và đen. Dòng loa này em đang có khoảng trên 30 cặp các bạn ạ. Cũng chưa giới thiệu mấy nhưng mà cũng lên đường rất là nhiều rồi. Bây giờ gần 8 giờ tối, các bác ở Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang cũng đã đến sắm bộ sản phẩm karaoke và nghe nhạc. Chất âm tuyệt vời các bác nha. Nhắc lại một lần nữa, 9,2 triệu giá tại cửa hàng. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo những số máy quen thuộc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bác nha. Những cái chuôi các bác cắm, các bác xoáy kịch vào cho em nhá. Nhiều khi nhiều bác cắm nó không kịch, nó tiếp xúc không tốt. Đây, những cái chuôi này, này. Đấy. Cái cắm này các bác nhá, cắm này này, cắm vào xoay đi, xoay lại nhá, đấu cho bộ dây nữa không thì... Rồi, ok các bác, trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác